Tình yêu online nhưng anh sẽ thật thà nói với em. Anh muốn bay xuyên thời gian, xuyên không gian để tới bên em. Anh muốn bước đi cùng em trên đoạn đường đầy nắng. Hãy để cho anh được yêu em bằng tất cả những gì anh đang có và sắp có và sẽ có. Chẳng cần biết em có làm sao thì thế giới ảo ư? Online à? Người ta thường bảo yêu online thì yêu làm gì. Thế mà tôi lại có một mối tình đẹp với cô bạn gái hiện tại qua mạng xã hội đấy. Một lần tình cờ tôi lướt Facebook thì vô tình thấy một trang cá nhân khá là thú vị. Tôi liền ấn vào xem, ảnh thì lung linh, profile thì không chê vào đâu được. Có vẻ cô gái này là một người khá là năng động, thấy tham gia tình nguyện suốt à? Sau vài ngày lên kế sách, tôi quyết định inbox cô gái này. Thật bất ngờ, cô ấy đã trả lời tin nhắn của tôi. Các bạn không biết cái cảm giác lúc đó của tôi thế nào đâu. Tim đập liên hồi, tay run run gõ bàn phím. Tôi dùng cả cái icon xấu hổ rồi dè dặt hỏi cô ấy. Không biết làm thế nào để anh có thể làm quen với em. Cô ấy nói ok. Tôi mừng rơm rớm nước mắt. Ai dè các bạn biết gì không? Đâu có dễ dàng như thế. Cô ấy nói nếu muốn làm quen thì phải bước qua hai vòng tử thần. Oạch, có nên rút lui không đây? Chưa thấy ai dị như cô nàng này cả. Nhưng đường đường là soái ca được ngán cô gái hâm mộ mà chịu thua trước nàng đồng đành này á. Không đời nào. Thế là tôi chấp nhận thử thách của cô ấy. Vòng 1, tôi được gửi một link bí ẩn nào đó. Mở ra thì, chao ôi cái gì thế này? Họ tên, địa chỉ, số điện thoại nữa à? Con gái thời nay mạnh bạo nhỉ? Chưa gì đã bị bắt kê khai lý lịch chức năng rồi. Thì mình không thích lắm nhưng mình cũng điền. Sau khi mà nộp xong được cái bản kê khai, lại đến vòng 2. Vòng gay cấn nhất, tôi được gặp mặt cô ấy các bạn ạ. Cha mẹ ơi, tôi sắp thành công rồi. Thế là hôm hẹn gặp tôi ăn mặc thật chỉn chu, đầu tóc vuốt về các kiểu, cũng xỉ một chút nước hoa cho thơm thơm đến gặp cô ấy, với một bộ mặt vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi nói chuyện với nhau 15 phút. 15 phút thôi nhưng mà cô ấy cứ hỏi tôi cái gì mà, anh có sẵn sàng dành thời gian để tham gia hoạt động tình nguyện vùng cao với em? Anh biết các bước tổ chức một chương trình chứ? Bla bla, trời ơi. Tôi đâu có đi phỏng vấn làm sự kiện hay truyền thông gì đâu. Thế là chúng tôi quen nhau một cách lạ thường thế đấy. Và giờ thì chúng tôi đã gắn bó với nhau 2 năm rồi. 2 năm là những kỷ niệm tuyệt vời mà chúng tôi đã có với nhau. Chúng tôi đã đi qua mùa nắng gắt của tháng hè với dự án mang nước về trường tới các em nhỏ vùng cao tại Lục Yên, Yên Bái. Hay đó là dự án xây trường học tại huyện Tà Tổng, Lai Châu. Và đó là chương trình trung thu cho các em nhỏ trên Sơn La. Đó là những kỷ niệm mà có lẽ là chúng tôi không thể nào quên được. Và cô ấy đã dạy cho tôi rất nhiều bài học. Cho tôi rất nhiều những trải nghiệm thực tế, để tôi thấy rằng chúng ta là những người trẻ thì cần phải đi nhiều hơn, biết yêu thương đồng bào và hãy làm những việc có ích để giúp cho xã hội của chúng ta tốt đẹp hơn. Đặc biệt là chúng tôi đã có những chuyến đi phượt cùng với nhau 2 ngày 3 đêm và có khi là 3 ngày 2 đêm gì đó, tôi không nhớ lắm. Nói chung thì Mù Cang Chải, Ta Sua, Tam Đảo, bất cứ chỗ nào có thể đi được thì đều thấy dấu chân của chúng tôi. Quả là một quãng thời gian đẹp. Và đến bây giờ thì chúng tôi vẫn gắn bó với nhau và chẳng mấy khi cãi nhau cả các bạn ạ. Tình yêu online đấy, đôi khi thì nó cũng là một tình yêu thật giữa thế giới ảo này mà. Và cô ấy chẳng ai khác, đó chính là VBV Club. Chúng tôi đã quen nhau như thế, còn các bạn thì sao? Có muốn tìm một cô người yêu lý tưởng thế này không? Hãy tham gia ngay vào VBV Club. Biết đâu các bạn có thể tìm thấy người thương của mình thì sao? Đã có rất nhiều những cặp uyên ương, những mối tình nảy nở từ đây đấy. Nào giờ thì hãy mau mau đăng ký và hãy cùng chờ đón những bất ngờ sắp tới mà VBV Club sẽ mang đến cho các bạn nhé. Tôi tin rằng đó sẽ là một trải nghiệm thú vị trong cuộc đời của các bạn, thế nên đừng bỏ qua cơ hội lần này.